Con chó này mình không biết nó làm gì mà nó cầm máy quay xong rồi mặt ngó ngó mình như ra mấy cái trưởng ấy. Hey yo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với những màn show của Lê Hùng. Ok, vào luôn vấn đề chính nha. Anh em có nhớ cái video mà con lợn mi nó cho mình ăn cái chip cay nhất thế giới không? Đây chính là vũ khí bí mật của mi. Đấy, anh em xem video đấy đủ hiểu là cái độ cay của nó kinh khủng đến mức nào rồi đúng không? Thế mà sau cái video đấy con lợn mi cứ ui giời ơi, đồ ăn cay kém, ăn có một tí thôi mà cay kêu gào như chết đi sống lại. Đàn ông con trai mà ăn cay kém không bằng đàn bà, nói có vẻ hùng hồn phết nhỉ. Đấy, mình nói cho anh em biết một điều, không ai có thể hiểu được cái cảm giác cay của nó. Nếu mà muốn hiểu được cảm giác của nó, các bạn phải tự trải nghiệm nó. Vậy nên là hôm nay mình sẽ cho con lợn mi được trải nghiệm cái món cay của nó nghĩ ra luôn. Ok, anh em có đồng ý với điều này không? Mình biết là ai cũng đang háo hức rồi. Ok, anh em bắt đầu thôi, let's go. Bây giờ mình sẽ phải đặt đồ ăn về nhà đã. Bây giờ đặt món gì được nhỉ? Lần trước con lợn mi có dạy mình một cách là đặt đồ ăn ở trên Now Food, nhưng mà đặt qua Shopee cơ. Đây rồi. Đó, Now Food, bữa ngon không đồng. Ủa, bộ sưu tập của nó này, mua 1 tặng 1 này, tuần lễ không đồng này, giảm 25k này, cuối tuần quán xịn. Ok, vào đây xem này. Gần tôi này. Gà rán đi. Gà rán đi. Ok, gà rán. Ui, ui giảm 30%. Ok, ok, ok. Ngon, ngon. Hamburger đi, mình thấy hamburger là hợp lý nhất đấy, bởi vì nó kẹp được. Chuẩn luôn. Đặt luôn hai cái giống nhau. Giao hàng tổng cộng 71.000, xem cái mã giảm giá nào, khuyến mãi này, khuyến mãi 25.000, 40.000, ghê, đặt luôn giảm 40.000 đi. Vãi trưởng, ăn hai cái hamburger hết 71.000, đã được giảm 30% rồi nhá, bây giờ lại còn giảm thêm 40.000 nữa, còn có 31.000. Ăn hai cái hamburger hết có 31.000, rẻ vãi trưởng. Ok, chuyển luôn, quá rẻ luôn anh em ạ, let's go. Anh em nhớ nhá, đặt Now Food ấy, là phải đặt qua Shopee nhá, thì nó mới có nhiều voucher giảm giá. Đấy gọi là kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi để anh shipper mang đồ đến, rồi mình sẽ thực hiện cái mã trộn này. Ok. Mình không ngờ người ta lại ship nhanh như vậy luôn á. Mới có 10-15 phút thôi mà đã ship đến nơi rồi. Ship vừa nhanh lại còn rẻ nữa thì còn gì bằng. Đấy. Và không thể thiếu một thứ. Đây chính là thứ mà đã khiến cho mình phải chết đi sống lại ở cái video trước đây. Nói qua cho những bạn mà chưa xem video trước nha. Đây, khi ăn cái này vào ấy, các bạn sẽ có từng cấp độ cảm xúc luôn. Đầu tiên này, khạc ra lửa luôn này. Cái thứ hai là sẽ phải hét lên. Xong đến mức thứ ba là sẽ phát khóc. Thứ tư là chửi thề luôn này. Và bước cuối cùng là dịp luôn. Quả này con lợn mi sẽ được trải nghiệm. Cái quá. Mọi người ạ, nãy My đang ngủ, hay My nghe tiếng chuông. Sau rồi My dậy, My bật camera ở phòng khách để My check. Thì My phát hiện ra con chó Hùng nó đang làm cái gì đấy rất là mờ ám. Nên là bây giờ My sẽ cho mọi người xem nhé. Mọi người thấy gì chưa? Con chó Lê Hùng không biết nó làm gì mà nó cầm máy quay xong rồi mặt ngó ngó mình nghiêng ấy,
trong gian bãi cửa trường à. Chắc chắn là nó đang định giở trò mờ ám gì hay sao ấy. Hả? Làm gì nhỉ? Đấy, ngó nghiêng nghiêng ấy. Eo ơi, đã thế là My sẽ giả vờ như không biết gì, sau đó My sẽ hùa theo thì thằng con chó Lê Hùng nó định giở trò mờ ám gì với My. Giờ mình phải vào gọi con lợn đi dậy đã. Em ơi, dậy đi. Em dậy ăn trưa đi, 12 giờ trưa rồi. Dậy đi, dậy đi, dậy đi, 12 giờ trưa rồi, dậy nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ăn trưa, nhanh lên, ăn trưa. Anh ăn gì đấy? Ăn hamburger thôi, ăn đi. Cái nào của em? Cái ở ngoài cùng ấy. Đúng không? Cả hai cái cũng đều giống nhau mà. Bị đều, gì ấy? Đều là hải sản á. Anh đang làm gì ấy? Đang làm gì ấy? Rồi anh lấy tương ớt ăn. Ngon. Làm mấy ăn này. Tuyệt vời ăn mặt rời luôn. Ngon đấy. Ngon. Anh mua 3 tiền 2 hamburger này. Hả? Anh mua 3 tiền 2 hamburger này. Đố em biết bao tiền. 100.000 gì? Cho đoán lại lần nữa. Là ít hơn hay nhiều hơn? Ít hơn. 90.000. Cho đoán lại lần nữa. 85.000. Anh mua có 31.000. Kết, mất rẻ hết. Phí ship rẻ nè. Xong anh còn có mã khuyến mãi 40.000. Lại còn được giảm, cái món này được giảm khoảng 30%. Tuổi rẻ vậy. Bình thường em còn mua tầm 50.000, 60.000 cái. Hả? Ừ. Rồi làm mấy ai mà thôi. Đang đói. Ăn có vị gì không em? Ngon. Thấy ngon rồi. Không có vị gì ạ? Ừ. Có vị như ăn cơm bình thường. Rồi. Cay quá. Cay, em thấy cay đâu. Cay lên nhỉ. Em thấy cay đâu. Nhà hết sữa rồi.
Trời ơi, nghiệp quật, nghiệp quật. Hay, cảm giác còn như lúc ban đầu không? Yeah, mọi người thấy chưa? Con chó Hồng chắc chắn hôm nay đáng lẽ nó đang giờ phút này đang hí hửng lắm, tại vì Mi sẽ là cái người ngồi trong vị trí của nó. Nhưng rất tiếc, ông trời lại rất thương Mi. Người ăn ở tốt thì chắc chắn sẽ gặp việc tốt đúng không? Trời ơi, sung sướng quá. Đây, để Mi cho mọi người xem. Đấy, mọi người nhớ gì chưa? Đây chính là chiếc camera Mi lắp trong phòng khách, bị cứu tinh của Mi, cứu mình bản thua trông thấy. Đấy, mọi người nếu thích clip này, nhớ like và subscribe để ủng hộ cho màn trôi của Lê Hùng nha. Lê Hùng ơi.